Nám nó từ giai đoạn đầu tiên là các đốm nâu, bắt đầu ít, sau đó nó nhiều. Tại sao nó nhiều? Bởi vì chúng ta bị stress da, da chúng ta bị căng thẳng, đi ngoài nắng nhiều, áp lực hơi nóng nhiều, nội tiết tố chúng ta thiếu. Những đốm nâu xuất hiện từ cái thời điểm 20 mấy, 30 mấy tuổi là nám giai đoạn 1. Là lão hóa giai đoạn 1. Giai đoạn đó là nó nhẹ, bởi vì không lo, vì lo đi tìm không đúng kem. Tới khi 30 mấy, 40 tuổi là giai đoạn lão hóa thứ nhì, thì các đốm nó to hơn, nó lan ra nhiều hơn, thì lúc này quý vị nghĩ rằng tôi bị nám rồi, chạy đi laser, chạy đi peel da, chạy đi mua những cái mỹ phẩm làm từ hóa chất thoa lên mặt mình để tẩy nó, mà không hề nghĩ rằng tôi cần đưa đủ chất cho da để da tôi nó có ăn đủ chất, nó khỏe, nó hấp thụ và nó không bị lão hóa. Không nghĩ là bị lão hóa mà nghĩ bị nám không. Cho nên cái dòng lẫn quẩn đó, thì khi mà đi mua mỹ phẩm hóa chất sức cho nó mau trắng, cho nó lột, đặng lấy cái này đi, nó không có lấy được, nó từ trong cái tế bào nó ra, nó từ trong cái da hạ bì nó ra, thì làm sao lấy được bên ngoài được. Lúc này xài thêm hóa chất lên thì cái da nó vô tình nó bị yếu hơn, nó mỏng hơn, thì nó lão hóa nặng hơn giai đoạn thứ 3. Tự mình chuyển thành từ giai đoạn thứ 2 qua giai đoạn thứ 3, tự mình làm hết. Khi giai đoạn thứ 3 rồi là nó gần như là nặng rồi, thì lúc này nghĩ rằng em nám nặng, cái thuốc này không work, chạy đi mua một cái loại mỹ phẩm tẩy trắng mạnh hơn của một hãng khác nữa, của một đứa nào đó nó quảng cáo quá xuất sắc, trị nám 6 ngày, trị nám 30 ngày tiệt gấp. Quý vị chạy đi mua của nó, tại vì nghĩ cái bà gì rồi, bà làm không work. Nhưng quý vị không nghĩ rằng là cái hóa chất đã làm cho quý vị yếu thêm nữa. Bây giờ từ giai đoạn thứ nhì, nó bước qua cái giai đoạn thứ 3 của lão hóa, thì chạy đi mua, lúc này nó không còn lão hóa nữa, mà quý vị đã hủy hoại làn da của mình luôn bằng hóa chất, bằng mỹ phẩm hóa chất. Mỹ phẩm mà trời ơi đất hỡi, không có nguồn gốc gì hết, là nó không biết cái gì trong đó luôn. Thì yes, mua về xài một tuần đầu, ui nó trắng thiệt, nó mởn ra nha, bắt đầu nó lột nha, nó lột xong rồi là tiêu luôn. Thì lúc nó lột xong 1-2 tháng đầu đẹp lắm, nhưng mà vài tháng sau nó lại đậm còn hơn nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc này nó đã yếu rồi, nó mới đầu lão hóa cấp độ 1, quý vị cho nó lão hóa cấp độ 2, không dưỡng đúng lúc, đợi nó qua cấp độ 2 mới dưỡng. Rồi cấp độ 2 không dưỡng, đi mua tẩy trắng, mua hóa chất, thành từ cấp độ 2 chuyển qua giai đoạn lão hóa nặng là tiền nám. Thấy nó nặng lên, thay vì tỉnh táo, mình sáng suốt đi không, mình lại lo sợ. Cái sự lo sợ gấp gáp quý vị hại quý vị. Quý vị chạy đi mua cái loại nặng hơn nữa để thoa lên mặt, và lúc này nó hóa chất đã bao mấy năm qua rồi, trong thời gian quý vị làm cũng 1-2 năm, thì nó đã thấm đủ hóa chất và bắt đầu nó sạm da xuống. Cái mặt mình từ đây nè, viền một cái lằn viền bằng một lóng tay ra đây nè, nó trắng tươi, nó mượt, nó đẹp ơi là đẹp, là da cũ quý vị. Tự nhiên từ đây đi ngược nó ra hai bên, hai cái bệt đen thui nâu nâu, là hóa chất nó ăn ở đây rồi, tại nãy đưa ra ngoài trước, mặt trước, nắng nó bắt vô trước. Quý vị thấy không? Nám không bao giờ trị trong một thời gian ngắn được hết. Những khách, những cái tiệm nào, những bán mỹ phẩm nào mà nói rằng nám trị được trong một thời gian ngắn là họ lừa quý vị đó. Họ dùng cái xảo ngôn để họ gạt quý vị, để lấy tiền quý vị được, được kệ, cứ ăn tiền ngày hôm nay của khách hàng đi, bán được nhiều hay nhiều sống đi tính sao. Đó là những cái người mà họ bán hàng không có cái hậu. Không bao giờ nám trị được như vậy. Bởi vì 18 năm công ty Ngọc Nhi là những công, không phải là một cái tiệm mỹ phẩm mà là một cái cơ sở ở Mỹ. Chúng tôi có xưởng sản xuất mỹ phẩm, xưởng sản xuất ra, chúng ta biết chúng ta bỏ cái gì trong đó, và những chất đó phải được y tế Hoa Kỳ duyệt mới cấp cho chúng tôi cái license để bán ra thị trường. Thì chúng tôi biết là không có một cái chất nào mà tẩy nám được trong vòng một tuần lễ hay là 30 ngày hết. Chúng tôi không có làm. Mà quý vị muốn chúng tôi làm, chúng tôi làm không có được luôn, cũng thà đừng mua hàng của mình, mua chỗ nào tẩy nám chứ cũng như không làm được. Mà từ lúc quý vị lão hóa cho tới bị nám nặng, nó thách khoảng 3-4 năm. Bây giờ quý vị đòi trong vòng có một tuần hay là một tháng, hai tháng mà nuôi hết tế bào thì bà nội đi làm cũng không được nữa. Không có thuốc nào làm được hết, ngoại trừ đi tẩy nữa. Thì cái này nè, là nó nuôi cái mầm tế bào để nó sống lại cái tế bào da. Một cái cây, quý vị nghĩ đi, mua cái hoa về, mình mà để nó héo rồi, muốn cắm xuống đất phải thách một tháng nó mới gượng, mới mọc rễ ra được. Đúng không? Đó là cái cây. Còn cái tế bào da nó thách mấy tháng để mà nó mọc cái tế bào mới ra. Thì lúc này quý vị đang theo như được mấy tháng đi, cái quý vị nói trời ơi mấy tháng rồi mà nó mới có tươi mởn khỏe lại có 20-30%, thậm chí mất phân nửa à, lâu quá. Quý vị ngưng, quý vị đi tẩy, that's fine. Khi tế bào mới, quý vị tưởng tượng nè,
Khi những cái mầm non đó, quý vị xả nó xuống, nó vừa nhú lên, mở một rợp, một cái mở, một cái đám da tốt. Thế tự nhiên quý vị trét cái quả chất lên, nó rụi luôn. Mà khi cái lần này nó rụi rồi thì coi như là nó khó lắm. Nó đã rụi rồi lần này thì nó khó tái tạo lại lắm. Cho nên quý vị ơi, thứ nhất là phải tỉnh táo trong vấn đề dùng mỹ phẩm. Thứ nhì là cần phải kiên nhẫn. Chúng ta đã không kiên nhẫn suốt bao năm qua rồi, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bị như vậy.